Chào, hôm nay là ngày thứ hai mình ở Sài Gòn và như mình đã nói thì mình sẽ cố gắng làm nhiều content nhất ở trong này. Thì để không dài dòng, như các bạn đã đọc từ trên title rồi, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi một cái brand mà bây giờ đang khá là nổi. Cái brand mà đang tạo ra cái chiếc áo hoodie quốc dân bây giờ đấy. Thì lúc đầu khi mà mình nhận được một vài cái chiếc áo của Whenever, mình đã làm một cái video TikTok công nhận là mặc áo trendy một cái thì cái lượng quan tâm của các bạn cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình đặt ra một câu hỏi, đấy chính là vì sao cái chiếc áo này lại bị fake nhiều đến như vậy? Và mình cũng tò mò muốn tìm hiểu xem Whenever là một brand như thế nào và cái range đồ của họ ra sao. Và rất may mắn mình đã liên hệ được với hãng video này được tài trợ bởi Whenever Atelier. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục dẫn các bạn đi chơi nha. Và trước tiên thì là lên đồ cái đã. Thì vì mình thấy sản phẩm của Whenever Atelier có một cái nhìn khá là cute, cộng thêm với thời tiết Sài Gòn rất là nóng luôn, cho nên rằng là mình sẽ mặc váy hôm nay. Ở Sài Gòn thì cũng thoải mái về cái việc chọn lựa trang phục hơn rất là nhiều so với Hà Nội, cho nên là cái việc mặc váy mình nghĩ là cũng bình thường thôi. Tiếp theo đến đôi giày thì sẽ là all time favorite của mình. Cứ có cái nhìn nào mà hơi cute một chút thì mình sẽ đi với Prada Monolith Loafer. Và cuối cùng thì sẽ là một chiếc áo tee trắng và có cái form hơi crop một chút. Đó, trông cute đúng không? Mình sẽ partial tuck cái chiếc áo tee này như thế này. Và cuối cùng đi quay mà để khá là nhiều đồ, cho nên là mình sẽ sử dụng một cái chiếc túi tote như thế này. Thì đây sẽ là cả look của mình ngày hôm nay. Và cuối cùng mình chỉ có một cái chiếc kính râm duy nhất thôi, mà ở Sài Gòn nắng mà không đeo kính râm không được đâu ấy. Ok, và đây là cái look của mình cho chuyến đi ngày hôm nay. Thì hiện tại bây giờ mình đang ở phố Bàn Cờ, cụ thể là 141/8 cùng với ông em Huy Bô. Hello. Hello. Ha ha, đi thôi, vào trong thôi. Ông em Huy Bô thì là cứ khi nào mình vào Sài Gòn ấy là đây sẽ là tài xế của mình. Luôn luôn đưa mình đi tất cả mọi nơi luôn. Thì hôm nay cũng tiện mà, chở đi luôn. Ok anh. Ơ nhưng mà đây là quán cà phê mình. Shop là ở lầu 3 đây. Ok, shop ở trên lầu 3. Thế thì một cái không gian ở đây mình thấy cũng ok phết đấy. Nghĩa là vừa vào các bạn cũng có thể có cà phê để ngồi này, xong rồi lên trên kia để shopping này. Khá là ok đấy nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi vào Whenever Atelier nhá. Cầu thang đi lên đây đúng không? Đúng, chính xác. Ok. Thế cái mối quan hệ của em với Whenever là gì? Anh thấy là em cũng có nhiều collab lắm đấy. Và nghe rất là giống founder nhỉ? Nghe giống founder nhưng mà em không phải founder, em bảo rồi. Thì chắc chắn rồi, người booking anh đâu phải em. Công nhận. Và còn vợ Weibo mà booking thì mình làm gì có phí đâu các bạn. Đấy. Nói chung là thì kệ, em không có phải giải thích nhiều nữa. Thật ra là Whenever cũng giống như AISO hay là Demo hay là Dress Mama, Toby. Vì em thích thì em rất là support và thậm chí thật sự ấy, nếu như mà em, nói chung là em không muốn công khai mối quan hệ thôi. Nhưng mà ai mà biết đủ hiểu và tất cả những anh em thì sẽ đủ hiểu thì Whenever khá thân thiết với em. Còn cái việc founder hay không thì trả lời luôn là không. Chắc chắn là không. Dạ. Còn ai mà muốn tìm hiểu sâu hơn ấy, cứ đi điều tra giấy tờ. Chứ bây giờ mà mình cứ phải ngồi giải thích hoài thì bây giờ cứ để mọi người nghi ngờ thôi. Tại vì em cũng biết một điều là một khi em thích cái gì đó thì em mang rất nhiều. Công nhận. Mà Huy Bô có một cái tính là một khi đã support là support hết mình. Mà có khi là support còn kiểu gọi là quên mất thân mình luôn ấy. Cho nên rằng là một số các bạn thì cứ nghĩ rằng là Whenever là Huy Bô, nhưng mà thực ra là không phải. Nhưng mà phải nói một điều là không phải là support vì tiền hay gì hết. Thậm chí là không cần tiền. Không phải là cứ nhiều tiền thì support. Thậm chí đồ bạn có, các bạn có rất là nhiều tiền, nhưng mà đồ bạn không hợp với mình cũng không thể support các bạn được. Cái là điều chắc chắn và dĩ nhiên. Cái tinh thần như thế là ổn đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào Whenever nhá. Xin chào. Xin chào, xin chào. Xem trên Miro thì các bạn sẽ thấy được không gian của quán rồi. Nhưng mà để nói về timeline ấy, thì đây là lần đầu tiên mình vào trong Whenever luôn. Wow, cảm giác của cô gì nhỉ? Thế em có thể giới thiệu cho anh qua một chút về không gian của Whenever được không? Whenever thì bên em có hai khu vực mà mọi người yêu thích nhất. Đó là thứ nhất là phòng fitting bên em. Khi mọi người đi vào luôn thì mọi người luôn đều phải vào đây check in. Dạ. Mà gương to ở mấy cái phòng fitting mà anh thấy gương to đùng ấy. Dạ đúng rồi. Đa vai trưởng xem được cả outfit các thứ luôn. Hôm nay đi ra Whenever thấy cute, mặc đồ cũng cute, phù hợp với cả cái vibe của quán. Tiếp theo thì sẽ là gì? Dạ tiếp theo thì sẽ là cái ghế màu đỏ này ạ. Đây là nơi mà mọi người kiểu từ lầu 3 đi lên sẽ luôn lại đây ngồi trước, vì nó rất là thoải mái với lại nó sẽ là đặt được ở trước gương. Ủa nhìn trông khệnh vãi. Mà khi mà ngồi xuống như này ấy, thì cảm giác như kiểu là cái quán trông to hơn so với bình thường. Cộng với cả cái gương này nữa thì mình vừa fitting được ở đây. Bên trong thì cũng có fitting room luôn. Thế còn cái hoodie treo lên trên này ấy, thì là mình có thay đổi theo đợt không hay là
như thế nào? Kiểu dạ cái là... ý tưởng ấy, anh thấy hay phết. Dạ là hoodie bên em á là trước đó là sẽ hot về màu đen và cũng có về màu trắng này. Đây là màu trắng bên em, nó là hàng lần đầu tiên anh thấy. Dạ, nó về với một số lượng rất ít thì để cho mọi người trải nghiệm sản phẩm này thôi. Ồ, cái này clean hơn. Không về lại nữa. Cái này clean hơn với em cũng thích cái bản màu trắng này. Và bây giờ thì sẽ nếu mà nhìn từ xa ấy thì sẽ thấy là kiểu nó có texture ở trên áo thôi chứ nó không hẳn là kiểu nó bị đập thẳng vào mặt quá. Với lại là anh thấy là ở trên quán ấy có nhiều cái token cũng hay phết, kiểu ví dụ như là cái basket này đấy, token này. Tiếp theo mà anh cũng để ý được là cái chỗ xương rồng ở đây này khá là cute. Thì mọi người sẽ hay check in chung với lại hình mình chụp ở trước gương với lại những cái chỗ này. Ồ, thế là ở đây là 100% hoodie đúng không? Dạ đúng rồi, là 100% hoodie. Ok, thì hoodie còn treo trên này nữa này. Thế còn bên này thì anh thấy cũng có hoodie này. Ô, đây là hoodie trơn à? Dạ đúng ạ, đó là hoodie trơn bên em ạ. Mẫu đó thì cũng về với số lượng rất ít cho mọi người để trải nghiệm. Cái này là mẫu đợt trước bên em và mọi người rất là ưa chuộng, rất là yêu thích cái dòng sản phẩm này. Dạ, và hiện tại thì cái dòng này thì bên em sẽ không về lại nữa và nó là đợt cuối cùng của bên em ạ. Thế là stock bây giờ là chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái rack ở ngoài này. Dạ vâng. Rack ngoài này thì anh thấy như là thi đúng không? Dạ, thi với lại sọt mới bên em. Chưa gì trước Whenever cũng gửi anh vài mẫu như là đen, đỏ với lại là xanh. Anh thấy là jersey của Whenever, cái thứ nhất là cái phần hình in ấy, nó khá là, nói sao nhỉ, anh cảm thấy là anh yên tâm khi mà giặt. Vì thường thường anh thấy là kiểu kể cả nhá, ở Adidas hay là Zara ấy thì cái hình in nó cũng sao ra, giặt được 1-2 lần là nó sẽ bong ấy. Nhưng anh thử rồi, anh thử giặt với Whenever ít nhất là phải 3 lần. Dạ. Anh thấy hình in vẫn thấy ok. Dạ, cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm mới bên em mới ra mắt thì được thêu lên chứ không phải là được in à. Nên là anh thấy là mọi người hay soi hình thêu, nhưng mà thực ra là cá nhân của anh á thì tất nhiên là không thể nào mà áp dụng được với tất cả mọi người. Nhưng mà hình thêu mà nó có vấn đề một phát ấy là mình sẽ biết được ra ngay. Còn nếu mà bảo là hình thêu sắc nét hay các thứ như nào thì nó khá là chung chung. Anh thấy là mọi người nên đến đây trải nghiệm hay là đặt về trải nghiệm thì nó sẽ hợp lý hơn. Dạ, thì ngoài hoodie thì bên em có t-shirt hình in nổi. Mid hot là... t-shirt. Dạ, dạ, mid hot t-shirt. Nên là anh khá là thích cái màu hồng luôn. Dạ. Màu hồng của Whenever làm xinh thật sự. Sự lựa chọn màu của Whenever ấy, anh thấy là kiểu sao nhỉ? Sử dụng True Color khá là nhiều. True Color thì cũng là một cái trend khá là nổi ở năm 2023. Green là đúng green, không có pha thêm cái gì hết luôn. Là đúng cái mã màu green luôn đấy. Kể cả là CMYK thì cũng đúng green. Blue cũng thế. Đôi lúc kiểu muốn mặc sáng sáng, muốn mặc kiểu gọi là fun fun một chút ấy, thì anh thấy là anh cũng hay đi với sự lựa chọn là True Color hơn. Nhưng mà trước khi anh thử đồ ấy thì anh có một cái câu hỏi như thế này. Vì cái áo jersey như thế này thì anh thấy là ok, nhưng mà tại sao lại là Beverly Hills? Giống như là em muốn chia sẻ sâu hơn là thật sự Whenever là được inspire từ Justin Bieber rất là nhiều luôn. Justin à? Kiểu em sẽ tìm hiểu về lối sống, style, rồi nơi Justin ở, rồi những nơi mà bạn từng đi qua. Em thấy là Beverly Hills là nơi là vừa là nhà của Justin mà vừa thể hiện được cái cá tính của bạn đó. Đường phố cũng như Hailey Bieber cũng như vậy luôn. Cái Beverly Hills này thì nó cũng không hẳn nó là jersey đúng không? Kiểu Beverly Hills nó là cả cái lối sống văn hóa. Thì anh thấy là tại sao Beverly Hills nó lại xuất hiện ở trên jersey chứ nó không xuất hiện ở trên hoodie? Tại sao nó không xuất hiện ở trên những cái sản phẩm khác? Cái Beverly Hills đó là cái bộ sưu tập gần đây nhất của em luôn. Cho nên là nó thể hiện tinh thần qua cái jersey, nón, áo thun. Đó là cái dòng collection mới. Còn như hoodie là bên em vẫn chưa có trong cái collection mới, chưa có cái hoodie Beverly Hills. Thế là cái bộ collection mới này là chỉ tập trung vào về cái hình tượng về Beverly Hills đúng không? Đúng rồi. Còn cái hoodie là từ năm ngoái rồi. Là từ tháng 6 là bên em đã làm cái hoodie đó. Cho nên là nó không nằm trong cái bộ sưu tập của Beverly Hills. Cái này cũng thuộc trong bộ sưu tập đấy đúng không? Dạ vâng. Nó là cây palm tree nổi tiếng của Beverly Hills luôn. Giống như cái áo jersey á thì thường những bạn khách mà qua fitting á thì sẽ cảm thấy là sao cái tay áo nó dài quá, dùng cái jersey tay ngắn hoặc là kể jersey tay dài luôn, mọi người đều cảm thấy là nó dài quá. Thì bên em luôn có giải thích là kiểu bên em lấy cảm hứng từ những cái phong vintage á, cái tay nó sẽ dài hơn những cái jersey bình thường khác. Thế thì chứng tỏ ấy là cái áo này này càng mặc càng tã sẽ càng đẹp, cho nó ra được cái chất vintage hơn. Ok, anh cũng hiểu hòm hòm rồi. Thì ấy, vừa nãy em có nói là về mũ đúng không? Thì anh cũng thấy là mũ được trưng bày rải rác ở trong store khá là nhiều. Mà cái này là mũ của Whenever luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em muốn chia sẻ với anh là kiểu brand Whenever là một cái brand mới, nhưng mà bên em thực sự là rất là đầu tư mà muốn cho mọi người trải nghiệm nhiều dòng nón. Thì bên em sẽ có như fitted cap, rồi snapback, trucker hat,
Đây ví dụ như là ở phía bên này chẳng hạn này, bên này có ghi là anh thấy là hợp lý, cũng hợp với style của anh hơn đấy. Cái dòng này là dòng gì? Dạ đây là dòng nó fitted cap. Cái anh đang chọn là cái trong cái special rock luôn, là nó làm từ cái chất liệu dạ với chất liệu wool. Thì tự tin với anh là cái nón local brand á, thì đây là cái nón em cảm thấy chất lượng mà brand em làm ra. Đây là cái dòng mà đặc biệt, cho nên là hiện tại là mọi người cũng mua cái nón này khá là nhiều, cho dù giá của nó sẽ cao hơn những cái của brand khác. Và đây là snapback này, snapback thì là classic rồi. Cái này là chất liệu gì? À, corduroy đúng không? Anh thì là một người không thích đội mũ lắm, bởi vì anh thấy là anh đội mũ không đẹp cho lắm. Nhưng mà tí nữa anh sẽ thử về cái jersey với lại là một full combo sporty đi, thì để thử xem là cái cap này nó sẽ như thế nào. Ok, anh thấy như thế là cũng hòm được về tổng thể của shop rồi đấy. Bây giờ thì mình fitting một tí đi. Thật trước là anh được Whenever gửi tặng cho 2 chiếc áo hoodie với lại là 3 chiếc áo jersey. Nhưng mà anh thấy là ở Whenever đây còn có nhiều hơn thế, cho nên là mình fitting một chút nhỉ. Sau buổi fitting và trò chuyện với bạn founder cũng như là đội ngũ nhân viên của Whenever thì mình cũng được hiểu ra phần nào cái gọi là gì ta, vì sao mà Whenever lại bị fake nhiều đến như vậy. Mình đã rút ra được 2 ý. Thứ nhất, đấy chính là do Whenever chưa khẳng định được tên tuổi, chưa có chỗ đứng trong thị trường local brand Việt Nam, nhưng mà Whenever đã nổi lên cực kỳ nhanh và trở thành một cái làn sóng, trở thành một cái gọi là hot trend. Vậy nên là các brand khác hay là các thương nhân khác bắt kịp rất là nhanh và bán tràn lan trên Shopee rất là nhiều. Và đa phần, chính xác rồi, mọi người không biết đến Whenever là ai. Mọi người chỉ biết đấy là một chiếc áo hoodie rất là đẹp, và hiện tại bây giờ trên TikTok shop có bán với cái mức giá rất là hợp lý, cho nên là mọi người sẽ mua mà thôi. Cái lý do thứ hai nói hơi vĩ mô một tí, nhưng mà nó liên quan đến mặt công nghệ. Ý mình nói ở đây là từ cái kiểu dáng này cho đến màu sắc này cho đến công nghệ in của Whenever thực sự là rất rất dễ bắt chước. Tất nhiên rồi, những mặt hàng fake được bán tràn lan ở trên thị trường chắc chắn là sẽ không bao giờ có được một cái chất lượng như Whenever. Nhưng mà để nhái lại, để mà copy lại thì các bạn phải công nhận đúng không? Nó thực sự rất là dễ luôn. Và cái chính là nhu cầu của mọi người là kiếm được lại cái nhìn na ná như vậy, chứ chưa hẳn đã là như vậy. Nó cũng sẽ giống tương tự với tất cả những cái mặt hàng fake khác, nhưng mà người dùng họ chỉ muốn có được một cái nhìn gần na ná tương tự như vậy, và họ không quan tâm đến chất liệu, mà họ chỉ quan tâm cái duy nhất, đấy chính là mức giá dễ tiếp cận mà thôi. Chứ thực sự đồ của Whenever Atelier, từ cái form dáng cho đến cái chất liệu vải, cho đến cái chất liệu thêu, chất liệu hình nhìn nó quá là tốt đi. Như cái chiếc áo thi này mình mặc đây đúng không, nhìn cực kỳ là đẹp. Rồi kể cả là cái chiếc áo jersey như thế này nữa, kể cả là các bạn có hơi mập một chút này, hay là các bạn kiểu dáng như mình là hơi gầy một chút này, thì mặc lên cái form nó vẫn rất là ok. Whenever cực kỳ chú ý vào cái độ drape của cái món đồ, là cái cách mà món đồ nó nằm ở trên người như thế nào ấy. Tổng thể cái silhouette mà Whenever tạo ra nó rất là chill, nó rất là cute, kiểu có một cái gì đấy hơi theo kiểu puffy ấy. Và cái vibe khi mà mặc những cái món đồ này tạo ra nó cực kỳ là huggable, nói chung là kiểu như là dễ ôm ấy, kiểu nó rất là đáng yêu. Các bạn có thể thấy là cái chiếc áo hoodie trắng đây đúng không? Ủa, thực sự luôn, cái này quá là đẹp luôn đi. Nhìn kiểu cute 10 trên 10 luôn ấy, không thể nào mà chê được bất kỳ một cái điểm nào hết luôn. Hay là cái chiếc áo jersey dài tay đây cũng thế, mặc rất là chill và mặc rất là cute luôn ấy. Nó mang lại một cảm giác giống như kiểu đấy, boy phố gần phố ấy, nhưng mà nó cute hơn, chứ nó không phải là theo kiểu gọi là dìa dìa ta đây. Rồi kể cả là đến cái chiếc áo thi này nữa, gần như là áo thi của Whenever, mình phải công nhận thì chính là nó dày, nhưng mà nó lên form nha, phải gọi là quá là đẹp luôn. Thì thực sự chung quy lại trải nghiệm một cái gì đấy nó authentic, nó original, nó vẫn cứ là tốt nhất đúng không? Vậy nên là mình luôn luôn khuyến khích mọi người là khi tìm bất kỳ một món đồ gì, các bạn hãy cố gắng bỏ một chút thời gian ra để mà đi tìm nguồn gốc của nó, từ chất liệu cho đến thiết kế, cho đến nguồn gốc cái ý tưởng, nguồn gốc cái design nó ra sao, và các bạn hãy đến tận store để trải nghiệm. Ví dụ như là Whenever Atelier đấy chẳng hạn, tuy không có quá rộng rãi cho các bạn vào trong bơi thoải mái, nhưng mà cũng đủ để các bạn cảm nhận được cái vibe, cảm nhận được cái sự cozy, sự cute. Và hơn nữa là store cũng có đầy đủ tiện ích và nằm trong một cái khu cũng rất là đẹp nữa. Ok, vậy đó là trải nghiệm và một số những chia sẻ của mình khi đến Whenever Store. Địa chỉ của Whenever Store là ở đâu ý? 141-8 Bàn Cờ, quận 3. 141-8 Bàn Cờ, quận 3. Mình rất rất là recommend mọi người đến offline để trải nghiệm bất kỳ là thương hiệu nào và bất kỳ là những gì các bạn muốn thử. Khi mà được đến cái không gian trải nghiệm, nói chuyện cùng với mọi người và thử những món đồ trực tiếp lên, thì chắc chắn là các bạn sẽ có được một cái trải nghiệm nó trọn vẹn hơn rất là nhiều. Okay, vậy đấy là wrap up cho ngày thứ 2 tại Sài Gòn. Không biết hôm sau thì ông em Hibo sẽ đưa mình đi đâu, thì các bạn nhớ đón xem nhá. Ok, that's it, so we guys, see you guys later. Be strong, be confident. Bye bye.